Hello, chào các bác, chào các bác đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay đang ngọt thưa bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà xuất T-shirt Và chiếc này chúng ta sẽ nằm trong bộ sản phẩm T-shirt BrickBot. Một bộ sản phẩm cũng tương đối nổi tiếng của thương hiệu T-shirt tại trường nội Việt Nam chúng ta à, T-shirt BrickBot thì nó sẽ nổi bật với thiết kế khá đơn giản cổ điển Chúng ta có bộ kim được làm theo dạng kim lưỡi giáo à, Cọc số của dòng sản phẩm này thường sẽ là cọc số La Mã các bác nhé À, chiếc đầu này thì là một chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em và cũng khá là lâu rồi thì bên em nó có À, một uh, chiếc đồng hồ thuộc dòng phẩm t-shirt Pot giới thiệu với các bác à, về mức giá bán hiện tại mình đang có sẵn chiếc này hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em với mức giá bán chỉ là 9 triệu 500 đồng thôi 9 triệu rưỡi thôi bác nhá mức giá phải nói cực kỳ tốt cho cái dòng phẩm này thôi trước khi đến cơm trước hồ trong video ngày hôm nay chắc mong em dành một chút thời gian khoảng 2 giây thôi người tốt đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới youtube sẽ thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhé không mất nhiều thời gian anh em nữa chúng ta đi kỹ hơn với chiếc t-shirt trong video đồng hồ ngày hôm nay Chiếc t-shirt hôm nay tự bác thì sở hữu tông mặt màu số chúng ta này anh em mình thấy nó sẽ có tông mặt màu đen và màu ghi xám chúng ta sẽ có cái lòng bên trong cùng nó sẽ là mặt màu ghi à, thân vỏ được làm chất lượng thép không kỉ 36 l chúng ta sẽ có một cái niềm băm cực kỳ quen thuộc của dòng Brickbot này bộ dây chúng ta là dây da cá sấu được làm tông màu đen khóa bướm trong gập trong gãy dây đáy sau hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy trong cơ bản ngoại hình chiếc đồng này thì nó tương tự với những chiếc đồng hồ tí sớt khác trên thị trường thôi à, thiết kế nhẹ nhàng tinh tế với thiết kế ba kim và một lịch cọc số la mã bộ kim chúng ta sẽ là dạng kim lưỡi giáo nhìn rất là đẹp và độc đáo kim lên thanh mảnh cho mượt mà và tần số động là 28 800 của bộ máy à, dòng sản phẩm Rickbot này thì nó sẽ có thiết kế sai mặt là 40 mm và cái độ dài mặt số của em này nó chỉ lanh quanh khoảng 90 90 mm thôi các bác nhé. Đấy cho nên là một con đồng hồ rất là mỏng do sử bộ máy ETA 2892. Đấy cho với tay khoảng tầm 15.5 là anh em phải đeo rất đẹp và gọn gàng ông này trên cổ tay thôi. Cầm trên tay thì rất là gọn nhẹ. Đấy nên là anh em đeo rất thoải mái khi mà chúng ta sử dụng cổ tay. Về mã sản phẩm thì chiếc này của chúng ta thì có mã sản phẩm của em nó là T4 T045.407.16.053.00. Đây chúng ta có mức xuống nước 33 tương đương 3 mét này, kính sapphire, máy automatic và thân vỏ làm cho công nghệ. Thì những cái thông tin rất là quen thuộc hiện tại thì bên em đang sẵn hàng phục vụ chiếc đồng này mức giá là 9 triệu rưỡi các nhé 9 triệu rưỡi thì phải nói là mức giá rất là tốt cho cái sản phẩm này rồi thậm chí bây giờ ra ngoài hãng thì anh em uh, cầm 9 triệu rưỡi chúng ta chỉ mua những cái bộ máy cơ bản nhất thôi chứ chưa thể sử dụng được bộ máy ETA mà lấy cơ thống động 28 và 800 à, uh, như thế này và máy của ETA thì về chất lượng thì các bác không toàn yên tâm rồi đây là một trong những cái gia sản xuất máy lừng danh của thế giới cho nên là về chất lượng máy móc thì rất là yên tâm À, đến khi mới thiết kế mặt số cái này một chút thì chúng ta có nhìn thấy ngay mặt số này chưa là làm khó rồi đây lòng ngoài cùng này chúng ta cũng sẽ có cái vân uh, sọc như này kiểu vân guliche, đấy chúng ta sẽ có được là lòng bên trong là, vân trơn chúng ta có con số màu trắng rất dễ nhìn này lòng bên trong cùng chúng ta có các thông tin hiển thị như là lịch ngày góc 3 giờ logo hãng góc 12 giờ thì có 6 giờ chúng ta dùng chữ automatic tức là máy cơ tự động dòng chữ suyết mách văn thuộc có chưa được sĩ vẫn có ở đây À, bộ kim hiển thị anh em thấy kim dây thanh mảnh này kim giờ cái phút chúng ta làm dạng kim lưỡi giáo và anh em thấy kim, kim lưỡi giáo này nhìn rất là đẹp như... đấy, giáo kỵ sĩ ngày xưa nhìn cái đầu mũi giáo làm dài rất là bắt mắt kính xa phiên khối trông sức anh em hoàn toàn yên tâm trong chỉnh sửa của con lòm kính ta gặp kim vấn đề đường men rồi bên ngoài này chúng ta sẽ đánh dạng đường băng rất là đẹp đấy là cái niềm đặc trưng của dòng uh, Rickport này các bác nhé cả bên trên dưới cũng như toàn bộ thân vỏ chúng ta sẽ đánh bóng đúng chỉnh là dạng núm uh, quả quýt và chúng ta sẽ có núm trơn không logo của t -shirt dạng này cũng được làm dạng núm kia rất là dễ thao tác bộ dây đi kèm là dây da cá sấu màu đen phủ bóng hoàn thiện rất là tốt dây cũng tương đối mềm và đeo khá là ôm tay khóa là một chiếc khóa bướm cho ngập cho cái dây của logo chữ T của thương hiệu T-shirt đây ngoại hình thì cơ bản giống những chiếc đồng hồ T-shirt khác thôi Đấy. trong này là một trong những sản phẩm đang rất hiếm trên thị trường này các bác nhá Brickport này muốn mua thì cũng khó đấy sau này mà hết hàng là hết luôn đây chúng ta sẽ có cái đường kính kích thước của em nó nó đang bị lag đấy các bạn nó khoảng 40 mm này. Độ dày mặt số trước này là tương đối mỏng thôi. Con này chỉ khoảng tầm 8,8 mm. Và cái càng lắc tô lắc ở chiếc này. Càng chiếc này nó rơi vào tầm khoảng 46. Con này khoảng 46 mm không nhé. Thì với cái thiết kế như này thì chu vi cửa tay của anh em chỉ cần nằm cho khoảng 15.5 trở lên thì chúng ta sẽ đo đẹp chức này đó, ví dụ tay của em là 15.8 thì khi mà lên tay cho các bác thấy thì rất là vừa và đẹp với chiếc này rồi Đấy. tay như chu vi của tay của em đến khoảng tầm uh, 17 cm là chu vi của tay lý tưởng này đeo chiếc này với cái, cái bộ máy 2892 của ETA thì uh, nó rất là đồng hồ tương đối mỏng các bác nhé cho nên đeo rất là gọn và nhẹ trên cổ tay mặt sau đồng hồ chúng ta sẽ dây lót màu sáng một chút chúng ta có size dây là 20 18 bên này có logo Tissot và mã dây đáy sau của máy cho các em quan sát được chuyển động máy trong thì anh em thấy trên con văn chúng ta sẽ có bộ máy 21 chân kính tần số lượng 28 800, tích cót nó khoảng tầm 40 tiếng. Nó chữ suýt mic và con văn màu vàng gold rất là bật. Bên ngoài chúng ta thân vỏ làm tác công nghệ, mức chống nước 33 tương đương 3 m hoặc 100 feet kính sapphire, bản sản phẩm và logo của hãng. À, bộ máy ETA 2892 này thì là bộ máy cũng rất tốt đấy con nhé, Nó có thiết kế nổi tự bật với thiết kế thân vỏ mỏng. À, độ à, chúng ta đầy đủ chức năng tự lên có tự động này, lên có bằng tay này. Dừng kim dây thì chỉnh giờ chúng ta sẽ mở đai nấc kim dây dừng lại trước anh em chỉnh giờ sát từng giây. đồng hồ nó có lịch ngày anh em vặn góc 12 giờ lịch ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng bắt đầu ngày mới đấy khi mà anh em để đồng hồ hết code, để anh em trở vặn góc 12 giờ để nó biết giờ sáng tối để dễ chỉnh giờ và chỉnh lịch các bác nhá đây chúng ta có 8 giờ sáng này đóng lại kim dây chạy bình thường chỉnh lịch ngày anh em mở đúng một đất Bạn ngược trực kim hồ máy này chúng ta sẽ bạn xuôi theo trực kim hồ anh em nhé Đấy. Sau chỉnh giờ thì ngày sau anh em đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh ngoài đúng nước vào. Mức trung nước của em này là 3 m mức trung nước cơ bản của đồng hồ cơ thôi. Có được thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý là không mang người ta đi bơi, tắm tắm lạnh và tắm xong hơi anh em nhé. Với mức giá bán 9 triệu 500 000 đồng. Đây anh em thích chiếc này có thể liên hệ hàng bên em thông qua số điện thoại để phân trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thông tin em sẽ bắn kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhé. Cảm ơn anh rất nhiều theo dõi này của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo.